Hello, xin chào nha. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đại Phạm với nha. Cái phạt giá cả cà phê tiêu hàng ngày nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2020, mình là Đại Phạm sẽ quay trở lại quay giá cả cà phê và tiêu hôm nay cho bà con tham khảo từ đường mua bán nha. Hôm nay là giá cà phê đầu tuần của ngày giao dịch mọi người nha. Hôm nay thì hai sàn London và New York có tăng, rất là vui cho bà con ha. Trong thời gian qua thì mọi người ủng hộ mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Mình là cơ sở kinh doanh cà phê nông sản cũng là lâu nên là mọi giá cả mình đưa ra, giá cà phê, giá tiêu mình đưa ra đều là nó sát với thị trường, mong bà con và mọi người tham khảo tự nhiên, không có gì phải suy nghĩ lo lắng nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại sàn London và sàn New York xem được nó tăng bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo ra quyết định mua bán nha. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2020, chủ phiên giao dịch đầu tuần mọi người nhé. Sàn London có dương khá mạnh, cụ thể là kỳ hàng giao ngay tầng 9 thì dương lên 27 đô lên 1.224 USD trên tấn, kỳ hàng giao tháng 11 thì dương 25 đô lên 1.240 USD trên tấn, kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 thì dương 24 đô, kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì dương 23 đô mọi người nhé. Còn đây là bảng giá cà phê sàn New York, cà phê Arabica, cà phê chè chuẩn bị giao dịch ngày hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2020. Sàn Arabica cũng có dương mọi người nhé, cụ thể là kỳ hàng giao ngay tháng 9 thì dương lên 1.20 sen lên 98.6 sen trên bao, kỳ hàng giao tháng 12 thì dương 1.15 sen lên 101.2 sen trên bao, kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì dương 0.95 sen, kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 thì dương 0.80 sen mọi người nhé. Vậy là hôm nay chốt phiên giao dịch đầu tuần cả hai sàn London và New York đều tăng mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử là mua lên bao nhiêu để cho bà con tham khảo tiện đưa ra quyết định mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020.